Dạ, xin chào cả nhà. Dạ, xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, hôm nay thì hai chị em có nương đi theo anh Bình để thả lưới nha cô chú. Dạ, sáng giờ anh Bình cũng thả xong ba tay lưới rồi, bây giờ cũng trưa rồi. Ba anh em đảo lại đi cuốn lưới lên luôn nha. Thì nương cũng mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi cuốn lưới với ba anh em luôn. Mấy chị ngồi gỡ cá nha sao? Đây. Cùng mời cho anh Bình cuốn. Nay mình thả lưới cá rô phi á. Dạ. Này lưới mấy phân anh Bình? Lưới 8 phân. 8 phân. Một góc luôn. Rồi dướng góc rồi. Trời. Nắm không lên luôn. Lên. Rồi lên rồi. Ôi trời. Con cá rô phi luôn. Đầu tiên. Một con cá rô phi đầu tiên. Nay mấy anh em đi thả lưới cá rô phi. Quắn dữ à. Cá rô phi vô lưới nó quắn dữ dạ. Lắm quá. Cầm cho chắc nữa nha. Ở đây góc dữ rồi. Ừ, cây. Dướng mấy cái. Dạ. Rồi, cuối cùng cuốn cá con cá. Tướng bãi xong luôn rồi chứ. Thì hình ba vô khoan. Gỡ cái cây ra. Ở đây cây cọ dướng. Cá rô phi này làm bay. Bay mấy chuyện dính dính dữ lắm. Dạ. Bay rồi. Dướng 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 dướng. Dạ. Lồi không lên. Thì nhắc lưới. Kìa. Một con cá rô phi nữa. Cá rô phi đen. Đen. Đấy, cái cá rô phi đu đỏ đó. Này dạ. Được đuôi đỏ. Dân cái rô phi này mình canh nước gồng á. Cuốn ha anh Bình. Cuốn rồi, nước gồng cả. Cá nó mới dính. Xong một con. Lường rửa cá cũng lẹ dữ. Rửa cái quen luôn. Đã ăn luôn. Cá dữ mà chưa có con nào nữa hả? Dạ. Nhầm tay vậy á. Dữ. Mình giờ thông lưới rất là nhanh. Nay mấy anh em lên trên vàm Khe Long để thả lưới cho cô chú. Nay đổi hướng nha anh Bình. Con nữa nè. À, nè đó. Trắng trắng có cá. Ủa con này bỡ ơi ngước không? Ôi nó mèo quá vậy. Con này bỡ mèo mà quẳng cái dính lưới. Sao cái đầu nó cũng hồng luôn nè. Kìa kìa hai con luôn. Hai con. Nè con. Gỡ tiếp thôi. Kiếm con nữa anh gỡ nè. Rô phi này mà dính là gỡ không kịp thiệt. Này phải chịu gắt lưới một chút quá. Nó phi là phải gắt lưới. Gắt một mạch. Vô luôn. Okay, chứ. Qua, cái bình này nó cho vô. Rồi tắp vô lưới luôn. Tắp vô lưới. Cho vô anh nói từ từ luôn. Mình phân từ từ lên. Cá đông một chục giống nè. Cá đông hơn dục một mình. Cho anh mượn cây dầm rồi thôi. Dạ. Được không, ra chị gỡ cho. Được. Đó, ở đây là bốn cái con. Nè nó cũng khoan lên từ từ đi luôn. Dạ thôi. Dính con ốc. Con lưới đi con nào nữa rồi. Ốc một con cỏ bự rồi. Sắp vô lưới luôn. Đó, nó là cái con phi nhảy. Thì cá thì chị. Đâu. Bởi nó đâm nó dính bả mà. Ồ, nó lục bình nó tấp vô nó dính bả quá trời. Trời nó. Con này là gói hết đi đừng gỡ luôn. Nhìn đây coi có cá nữa không. Cái này có cái lưỡi hái hay cái dao đẩy nguyên ra. Có một cục thôi. Nương gỡ được chưa? Chưa. Thôi anh giúp em con này đi, thấy nó cứ tuột ra không, xé lưới. Gói gói quá gói. Tuột từ trên đầu nó xuống. Đây. Được không? Đây anh. Nương cầm cái gì nè.
ra nè. Ôi, cái một luôn. Đúng rồi, chiên nghiệp cá gỗ nè. Quá dính rồi. Vậy là quỳnh nó đè lên quá dính. Nước rộng đó, nó trôi á. Trôi vô. Cái giờ quỳnh vô. Cuốn ta lưới luôn. Đâu quỳnh rồi nè, hút chưa được. Ủa con cây. Còn gướng ngay đây nè. Gướng đâu để ra đâu. Đẩy nó ra. Nó, thấy không? Ngay chân anh đó. Để nó phóng xuống gỡ mới được. Phóng xuống luôn hả? Phóng xuống gỡ. Dạ. Cái dầm bự dướng cháu. Ủa nước này đứng tới hả? Tới. Chắc là nước gồng mà. Nước gồng. Dướng đâu nằm dưới dạ luôn. Dưới dạ này nè. Rồi đó Nương ơi. Đây. Lo từ từ lên nè. Cái này dính bã dữ nè. Ủa nó nằm còn vướng nữa kìa. Sao mà nó vướng dưới cái dạ này vậy? Hết rồi. Hai vướng tùm lum hết trơn luôn rồi. Nước này anh Bình giờ vũ ra đã luôn. Anh vũ mấy hồi. Ô, có cá cá. Ồ, cá con Phi luôn nè. Ồ, em rõ là có cá. Đây, 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 một con nữa. Cá đầu tiên. Đúng là theo cách gỡ anh Bình rất là nhanh. Tụt trên đầu xuống có anh luôn kiếm này nè. Dướng quá à. Kiếm nó dướng. Câu kiếm hả? Dạ. Nãy giờ mấy con à? Ui, 6 con. 6 con rồi. Dạ. Cũng có lý nè. Chưa gì hết dướng cục lục mình rồi đó. Về gỡ tay lưới này xỉu luôn. Đấy ra hết lưới. Bơi tới luôn hả? Ôi dính con kìa. Thôi bên trước con nữa mà thôi. Dạ. Wow. Đuôi hồng nữa kìa chị ơi. Ủa? Hết rồi đó ha. Hết rồi. Hết một tay. Kẻ chai, lấy cái chai kia đó. Tay này cũng gần ở chục con. Nó hay bị gai. Bị con cá này nó nẹt quá. Chạy lên trên đó anh còn hai tay chắc. Dạ. Tới rồi. Đem qua cái phòng. Đây rồi. Cái này có buộc nữa không Bình? Hay là tiếp tục? Cuốn là thêm tay nữa mình mới buộc. Dạ. Chứ bây giờ mà anh mượn thôi. Okay. Bây giờ. Đây đây. Ngồi dưới cửa phòng. Cái chén. Cái chén quá. Để anh Bình thả cặp mấy lục bình. Quan trọng là tay này là thường rất mạnh rồi. Dạ. Tiếp tục tới tay lưới thứ hai. Cái này thấy mấy lục bình êm quá nè. Êm. Móc rồi, móc rồi. Tới cái dài rồi. Nhìn cái thành tới chưa. Lấy cái chai em được không? Lấy cái chén nó mạnh. Vậy quay cái lái càng xa thôi cho anh mình vậy. Không có dính kìa. Yeah. Cá bành kì. Cá này trắng tư à. Lên đây nước bạc cái gì á.
Mà chỗ này nước bạc không à? Đúng rồi, ở đây nước bạc không à. Về mới là lần nào hơn, lần nào cũng dính chứ. Dở là dính liền. Cho bơi cái lái rồi nó cũng bên kia nữa. Ở đây nữa chắc làm cá nữa. Nghe tụi mất. Thương gỡ đi, anh cuốn này ra nha. Dạ, anh cuốn đi. Con này nó rứng quá. Ủa, nó kìa kìa dính kìa. Có cá nữa là hai con luôn kìa chị. Thấy rồi. Nhiều không kìa phải không? Anh Bình kìa. Đó, trời ơi. Chúng mánh rồi. Rồi, ra rồi. Đây. Hai con lượt luôn. Ồ, đâm liệt lưới cho. Hôm nay thấy ham quá hả? Kìa kìa nữa kìa, có cá. Thôi, hai con luôn cho. Cho tiếp cả mình luôn. Dạ. Nè, chị Nam. Để con này đi. Rồi ra. Thôi vậy chị ở thì nó nhanh mà. Ủa. Nửa kìa, nửa kìa, ở tại cái tay này. Nghe được nước thì này. Anh mình gỡ tiếp vậy. Ở đây đặc sản cái Phi. Ủa mình gỡ mau dữ. Dân chuyên mà. Ồ đây, đó quá trời luôn. Mới lên đây gần có chục con rồi. Sảy hơn Bình. Kìa kìa, kìa khó. Đây một con cá cô Phi. Ghê một con nữa ta. Cá đuôi hồng thôi. Có nãy con đầu tiên là cá đuôi trắng. Ồ đấy, ồ hai con. Ôi. Ồ trước nữa luôn coi. Quá trời ơi. Ồ rồi. Hết kịp tay lưới này vô mánh rồi. Kìa. Kìa. Đen đỏ rồi nhóc luôn. Ba bốn con, năm con lượt luôn. Mình thấy cá bự thấy nghe ở mệt mệt luôn. Ôi trời cá. Ủa ra luôn. Còn con. Con này gói. Nó phóng kìa. Ủa tưởng đâu nó đi ra cơ mà. Nó đóng lứ quét trời luôn kìa. Hai phân cá hả? Thì em ngồi bơi mà cũng thấy ham. Cho thêm miếng nước mà. Gặp la. Dạ. Cái này đổi hướng lên đây dân có lý. Cái này ngay cái đường nước ra vô luôn. Cái này em Bình neo là cũng dính hoài. Kìa. Dính bả luôn. Cá. Ừ, có cá rồi. Đặc sản cá rô phi. Cái gì là quê em không gì ngoài cá. Đặc biệt là cá rô phi. Đó. Đâu có dưới con nữa. Đó, bởi em thấy tụi quận liền. Cá này bự quá.
Hai con. Này cá rô phi không lúa. Ừ, lưới cá rô phi mà. Con rô đang con bự nha. Lưới này để giăng cá rô phi. Mỗi lưới nó dính cá khác nhau, lưới gì? Ba phân thì dính cá rô phải không anh? Ừ. Bữa đó mình giăng trong động. Tùy theo lưới mình bắt cá. Dạ. Hết một tay. Tới tay đằng kia. Tay phao đỏ không? Ừ đúng rồi, tới tay phao đỏ. Gỡ con cá này xong rồi chắc dãy hết trơn. Cuối cùng cũng ra. Thì văng ngay cái đường nước ra vô luôn. Để ẹo cái lái quá. Thấy đam không? Đây. Ủa? Cái giọng em á. Thấy không? Cái giọng em không? Quặn quặn tưởng luôn cá nó quặn không à. Chưa thấy. Có quặn gì là cá bự lắm đó. Tưởng dính cá cha chứ. Ngon quá xưa chú xuống dẫn bộ. Kìa, dính thủy quái. Thủy quái. Dính tàu ngầm. Còn gọi là cá lau kiến. Cái này gỡ được không? Dạ, đây đây. Gỡ không được, xé lưới. Xé một mặt nó vẫn còn hai mặt. Con này phải gỡ từ từ. Cái lưới không dính kìa. Nó dồn vô tay thứ hai hết chứ kìa. Thì văng cũng nhầm tay. Một con thủy quái. Văng nguồn mà dương. Vô luôn, không. Cá thủy quái đây màu vàng, không phải màu đen. Kìa kìa kìa, dính kìa, dính à, hai con luôn. Ê, cái gì kìa. Đâu? Nó dưới chân anh á. Nó. Ồ, một con nữa, anh tưởng hai con. Cái chân con mình trắng trắng nữa. Này mình giăng sát mé thôi, vòng theo ôm mấy cái mé. Ôm mấy cái mé lục bình. Cá ở trong mé nhiều. Đó, một con bự, con bự. Có con bự không chị? Đúng rồi. Con màu hồng. Còn đang con. Hai con luôn. Wow, wow, wow. Dính luôn này. Ủa? Đầu con cá này nó chúi xuống sạch. Có cá. Cá này có hút mặt lưới rồi. Gõ không ra. Kìa, toàn là cá rưa rô phi đuôi hồng. Đó, trống lưới luôn. Ủa, con đó bự dữ. Cá đực nhiều hơn. Dạ. Có tài lưới hay hà, hư hà hay hàm. Hay hàm luôn. Hết lưới rồi. Dạ. Ồ, nhảy. Tới cái phao đỏ. Rồi, hết lưới luôn. Xong rồi cô chú anh chị các bạn. Ba anh em cuốn xong ba tay lưới. Và đây là thành quả hôm nay ba anh em đi giăng lưới được bao nhiêu đây? Hai khoang cá rô phi luôn. Ngóc hết trơn ha. Ngóc hết trơn. Này có chục ký anh chị. Cái này chắc mấy ký. Mấy ký. Rồi mình cuốn lưới đi, ba anh em chạy xuồng đi về.
đây trúng bánh cá rô phi. Dính ngọt à. Này khô dễ vũ hơn. Khô nó mới vũ bãi là được. Dạ hôm nay thì hai chị em đi thả lưới với anh Bình đó cô chú. Thì dính quá trời cá rô phi luôn nè. Giờ hai chị em bắt để vô thao được một thao cá rô phi luôn. Rồi đem vô bán cho bà con ở sớm ăn luôn nha. Rất là nhiều cá luôn á. Này hai chị em bán kiếm tiền lại. Dạ đây là cô chú một thao cá rô phi. Cá vừa mới thăm lưới rất là tư. Dạ, cá bắt cút bắt năm ơi. Dạ. Đây, đây. Dạ con bán 20.000 ký. Dạ, bắt năm còn. Dạ. Cá chú ba ơi. Cá này muối chi. Dạ. Này con mới dân lưới là con chạy vô liền. Dạ nó còn sống nè. Chú ba mua bạc thi này chuẩn dạ, ký hay chưa? 1 ký được chưa không? Dạ. Ba để lên đi học, chị bắt cho chú ba. Rồi ký cho chị. Cá này con cỡ nha. Chưa, dạ nó đều đều. Nó có chè. Con nó bắt năm rồi. Còn, con bỏ đi. Bỏ con này được không? Con nào cũng được. Dư với con nó dư. Rồi. Cái đi. 20.000. Của bác Út. Ký luôn đi bác Út. Thôi 700g. 700g này nữa. 14.000. Dạ. Rồi 1 ký 20.000 chú ba ơi. Rồi cảm ơn chú ba luôn. Dạ lại 6.000 bác Út. Dạ cô bác năm 20.000 luôn. Rồi cảm ơn bác năm với bác Út nhiều. Cá bác chín thôi. Dạ chín làm khô. Hết luôn hả chín? Chín mão hết làm khô luôn. Cá này làm khô ngon. Dạ. Dạ bác chín làm khô bán rồi chị con. Ở gà con cũng thèm khô cá rô phi. Trang đi. Cái này cũng mấy ký à? Dạ. Dạ. Này bắt chín mã hết làm khô luôn. Đem dựng cho chị. Dạ. Này mấy ký luôn á. Cá rô phi nào làm khô ngon, mình ướp vô ăn. Ui, tồi. Vô tới đây nó còn mạnh nữa nè. Nó còn mẹt nữa. Con này nó mạnh dữ. Bớt hai em. Nãy giờ là bán 2 ký mấy nè. Ăn hết nè, còn bữa nay mấy anh em đi thả lưới rồi được bao nhiêu ký cá rô phi. Anh Bình thả 3 tay lưới. Cái này anh Bình đi thả lưới kiếm cá bán kiếm tiền. Cho Khang với Lị đi học không? Đây, này hút không con? Có nước hả chị? Nước kìa. Dạ. Giữ nước đầy nhẹ nó chín chứ. Buộc lên đi. Có nào để lên hút cái căng luôn ta. Thấy nặng lắm nha. Dạ, không, chắc không tới đâu. Hút quá. Ờ, à, chưa. Chưa. Này 3 ký sao yếu như 3 ký gử. Để 3 ký gử đi. 3 ký gử, 3 ký là nó 60.000, 70.000. Đúng rồi, 70.000 thôi là kính 30.000. Rồi cảm ơn bác chín nhiều. Chín mão hết làm khô luôn rồi. Dạ. Làm khô để ăn từ từ, ăn với tôm ngon. Rồi hết cá luôn rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Vậy là 3 ký gử phía kia, 2 ký mấy là cũng gần 6 ký cá. 6 ký cá. 3 tay lưới được 6 ký cá. Xem thành quả hôm nay hai chị em bán được bao nhiêu tiền nha? 124.000. Tại 4.000 lẻ của bác Út. À đúng rồi. Dạ hôm nay thì hai chị em cùng với anh Bình đi thả lưới thì dính được mấy cái cá rô phi đem vô bán cho bà con ở xóm. Thì nãy giờ bán cũng hết cá luôn cô chú. Thì video của hai chị em đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn ông, cô chú, anh chị và các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ xin chào.